Xe 50cc của hãng nào tốt nhất? Số 1, SYM. Nổi tiếng với mẫu Elite 50cc, chất lượng cực kỳ bền nhưng giá chỉ khoảng 24 triệu. Thiết kế trẻ trung được nhiều công ty phân phối và khách hàng tin dùng. Số 2, Decabyte, một thương hiệu xe đến từ Việt Nam với chất lượng hàng đầu. Nổi bật là các mẫu xe ga, xe điện như DK Roma SX, DK Gogo S, DK Career Mono. Tiếp theo, số 3 là hãng D-Tech, một thương hiệu xe đến từ Việt Nam rất là lâu đời. Đây là một hãng xe được lắp ráp chính hãng tại Việt Nam khá là lâu đời, nổi tiếng là các mẫu xe như F-Pro Career, các mẫu F-Pro khác. Thứ tư, Kymco, mẫu xe đến từ Đài Loan mà thiết kế cực kỳ độc và lạ. Đặc biệt là hãng xe 50cc này còn sản xuất cả xe côn tay. Hãng xe này thành công với những mẫu xe như Kymco Carpi, Kymco Hermosa bán cực chạy thời điểm vừa qua. Và cuối cùng là mẫu xe Honda, cái tên quá là quen thuộc tại thị trường Việt Nam. Thành công với các mẫu xe máy, xe ô tô và các xe điện. Với dòng xe 50cc, hãng Honda mang về Việt Nam, đặc biệt là mẫu Đăng, Juno, tuy thiết kế khá khác biệt nhưng mức giá lại rất khó tiếp cận. Như các bạn có thể thấy đấy, hôm nay chúng tôi không có xe Honda để mà review. Các bạn thích hãng xe nào? Hãy comment vào phía bên dưới cho chúng tôi biết nhé.